Đây là cái buổi tiếng Anh, tập tiếng Anh số 1. Bắt đầu. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are made of gold. Are all made of gold when your dreams are. Tiếp theo là từ vựng employment. Từ này có nghĩa là nhưng mà khác thì sao? Ngoài rồi. Đây. Nghĩa của nó là người làm, người làm công. Đọc có nghĩa là gì? Đọc được không ta? Employee. 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 Người làm công. Lightning. Đây sao? Đúng rồi. Nó có nghĩa là tia chớp, chớp, tia chớp. Chớp, tia chớp. Mình tự tìm kiếm nó xem. Lightning. 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 Meaning là đây thử xem đúng rồi đây đúng đây thế này sấy sáng bóng ta cho nó vào ngồi dịch xem. Lightning. 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 Shiny. 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 Shiny.
Shiny. Shiny. Sáng bóng. Ok. Này, tới đây là